Xin thân ái kính chào quý bạn chị em. Đêm qua quý bạn chị em ngủ có ngon không ạ? Quý bạn chị em biết không, khi mà tôi ngồi học kinh thánh với bạn chị em vậy nè, áp lực cũng ghê gớm lắm. Bởi vì nói chậm á thì có người nói nó giống ông già, mà nếu như mình nói nhanh á thì nhiều khi là mình không có suy nghĩ kịp, cho nên mình nói sẽ bị vấp, rồi nói không có được chính xác, cho nên áp lực ghê lắm. Nói nhanh hay nói chậm bây giờ? Thôi thì bây giờ cứ nói bình thường, cứ tâm sự bình thường. Và còn có một cái áp lực nữa, đó là có người nói đi nhà thờ mà nghe giảng, nghe kinh thánh thôi á là đã cũng là mệt rồi, mà bây giờ mỗi buổi sáng dậy y như là không khí trong nhà thờ thì cũng mệt lắm đó. Nên nói phải nói sao cho nó thoải mái hơn, để cho ông bạn chị em học dễ chịu hơn. Rồi cái áp lực nữa đó là mình nhìn thấy có nhiều quý bạn chị em vô xem đó, thì đâu có chừng 2 3 phút thôi thì thoát ra, mình cũng không biết lý do là sao, nhưng mà cũng hụt hẫng đó. Đấy, chắc là mình nói dài còn nói dở, hay là cái bài học này nó không thiết thực. Ôi, nói chung là áp lực tùm lum hết, đủ thứ hết quý vị. Cho nên thôi thì bây giờ mình thả lỏng người ra, với cái tinh thần chúng ta cùng học kinh thánh với nhau, và thầy của Chúa chúng ta nói chuyện một cách bình thường. Và cũng giống như mọi khi trước khi học, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Là Chúa Cha yêu thương của chúng con, cảm ơn Chúa, lời của Ngài rất tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, một đêm Chúa đã cho chúng con được ngủ, bồi dưỡng lại phần thân thể của chúng con, và một buổi sáng thức dậy, chúng con được Chúa ban cho một ngày tươi mới. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn Chúa, một buổi sáng Chúa ban chúng con phước hạnh, và chúng con cần bồi bổ lại tâm linh của chúng con bởi lời của Chúa. Nên mỗi buổi sáng chúng con ngồi lại với nhau, chúng con tĩnh nguyện, chúng con lắng nghe lời dạy của Ngài, để làm linh lương nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con mỗi ngày. Tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài ở cùng và ban phước chúng con giờ này, dẫn dắt chúng con trong lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cùng hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và bài học của chúng ta vẫn ở trên cái phần học kinh thánh hàng ngày trên trang web bài giảng tin lành.com. Có lẽ là nhiều anh chị em khi nghe nhắc cái trang web bài giảng tin lành.com thì suy nghĩ thôi vô đó mở nghe cho rồi, chứ lên đây rồi dài dòng cũng nghe vậy. Thật ra thì cũng có thể được, quý vị có thể vô cái trang web bài giảng tin lành.com, mở bài học kinh thánh hàng ngày tương ứng với cái ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2018, rồi quý vị nghe. Tuy nhiên mình muốn sau cái bài học đó thì còn thêm những cái bài học khác, cũng như ở bên dưới cái phần file clip YouTube này nè, thì quý vị có thể comment đó bên dưới, để ghi ra những cái ý của mình, quý vị học được cái bài học gì, quý vị ghi xuống thì nhiều người khác vô coi lại học được thêm những bài học đó nữa. Đó là cái cách mà chúng ta học trên cái YouTube này, thì chúng ta sẽ đỡ hơn, nhiều được nhiều điều hơn là chúng ta học ở trên trang web. Vào trang web thì lại có bài giảng, quý vị cũng có thể xem bài giảng, có nhiều cái khác nữa. Hiện nay thì nội dung trang web chưa có được nhiều, nhưng mà sẽ sắp tới thì sẽ có nhiều hơn. Bây giờ thôi, được không dài dòng nữa, chúng ta cùng nghe bài học kinh thánh hôm nay nha. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Thức dậy mãi mãi, dựa trên phân đoạn kinh thánh nền tảng được chép trong Phục Truyền đoạn 34 từ câu 1 đến câu 8. Từ cao nguyên Moab, Môi-se lên đỉnh Phích-ga trên núi Nebo đối diện Jericho. Tại đó, Đức Giê-hô-va
Jehovah cho ông xem toàn bờ cõi, từ Galaad đến Dan, toàn xứ Nephtali, vùng đất Ephraim và Manasse, toàn xứ Juda cho đến tận biển Tây, vùng Negev và vùng đồng bằng, tức là thung lũng Jericho, thành cây chà là cho đến Xoa. Đức Giê-hô-va phán với ông, đấy chính là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob khi ta nói, ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con. Ta cho con xem tận mắt xứ ấy, nhưng con sẽ không được vào đó. Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trên cao nguyên Mô-áp, như lời Ngài đã phán. Đức Giê-hô-va chuông ông trong một thung lũng thuộc xứ Mô-áp, đối diện với Bết-phê-ô. Cho đến nay, không có ai biết được nơi an táng của ông. Môi-se qua đời khi ông được 120 tuổi, nhưng mắt ông không mờ, sức ông không giảm. Con dân Israel thương khóc Môi-se suốt 30 ngày trên cao nguyên Mô-áp. Sau đó, họ chấm dứt những ngày thương khóc và để tang cho Môi-se. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 4 câu 14. Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Tôi rất nhớ những lần sum họp với bạn bè của gia đình khi các con còn nhỏ. Người lớn thì nói chuyện cho đến khuya, còn lũ trẻ chơi cho đến khi mệt lả thì cũng tròn ngủ trên ghế sofa. Tới lúc ra về, tôi ôm các con và ẵm ra xe, đặt chúng vào ghế sau rồi trở về nhà. Khi đến nhà, tôi lại bế chúng lên, đặt vào giường, hôn con rồi tắt đèn. Khi các con thức dậy vào sáng hôm sau thì chúng đã ở nhà. Điều này đã trở thành một ẩn dụ quý giá đối với tôi về đêm mà chúng ta sẽ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta ngủ và thức dậy tại căn nhà đời đời, là nơi mà mọi mệt nhọc trong đời sống chúng ta sẽ tan biến. Ngày nọ, tôi vô tình đọc một phân đoạn Cựu Ước khiến tôi rất ngạc nhiên, đó là lời kết ở sách Phục Truyền. Môi-se qua đời tại đó, trên cao nguyên Mô-áp như lời Ngài đã phán. Nguyên văn Hebrew có nghĩa là Môi-se qua đời với môi miệng của Chúa, một cụm từ mà các rabbi ngày xưa dịch là với nụ hôn của Chúa. Có quá lắm không khi mường tượng cảnh Chúa cúi xuống bên chúng ta vào đêm cuối cùng của chúng ta trên đất, đặt chúng ta vào giường và trao nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi như John Donnie đã nói cách hùng hồn, một giấc ngủ ngắn trôi qua và chúng ta sẽ thức dậy mãi mãi. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, nhờ cánh tay Ngài bồng ẩm, chúng con có thể ngủ trong bình an. Amen. Vì sự chết chẳng qua chỉ là bước ngoặt đưa chúng ta từ cõi thời gian đến cõi đời đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hằng Ngày, chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Rồi, cảm ơn Chúa. Chúng ta vừa nghe xong bài học, trong đó cũng đã có một cái bài học rút ra cho chúng ta. Bây giờ chúng ta thoải mái một chút xíu để cùng học những cái vấn đề mà chúng ta có thể nhận được hơn nữa ở trong cái phần bài học này. Và cũng xin nói quý vị là chúng ta nên thoải mái một chút xíu. Và nếu như quý vị nào đến giờ phút này phải đi làm, phải có những việc khác thì có thể ngừng ở đây để đi lo những việc khác, chứ không phải ngồi. Bây giờ coi như chúng ta cà phê buổi sáng hay là đàm đạo với nhau trong ơn của Chúa. Như vậy thì sẽ thoải mái hơn và tôi cũng không bị áp lực. Cái điều mà tôi học được ngoài cái chuyện bài học hôm nay, có một điều nữa học được, đó là Chúa hứa ban đất cho dòng dõi của ông Abraham. Khi Chúa hứa, Chúa kêu gọi ông Abraham ra khỏi xứ của ông, thì Chúa nói rằng hãy đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Rồi sau đó, Chúa hứa với ông rằng Chúa sẽ ban cho ông một dân lớn. Trong lúc ông bà tuổi tác rất là cao, và rồi cuối cùng Chúa đã ban cho ông dòng dõi thật sự qua con trai của lời hứa là Isaac. Chúng ta đó thấy rằng trải qua hết đời của ông Abraham, ông thấy được
Chúa đã cho ông dòng dõi. Nhưng rồi đất hứa thì chưa. À, chúng ta thấy đến mãi đến thời của Môi-se. Môi-se dẫn dân sự đi ở trong đồng vắng, đi vòng vòng 40 năm. Rồi đến hôm nay ở trên ở xứ Moab, Chúa mới chỉ cho Môi-se. À rồi đó, cái vùng đất hứa mà ta hứa cho đó trước mặt. Điều Chúa muốn nói với ông Môi-se đó là những gì mà Chúa hứa với tổ phụ ông, Chúa chắc chắn sẽ ban. Đó là bài học thứ nhất chúng ta học được, mà hôm nay chúng ta học thêm được. Đó là gì? Chúa cũng muốn nói với chúng ta điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là đấng thành tín, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Chúa rất là thành tín. Và Chúa hứa ban cho chúng ta điều gì ở trong Kinh Thánh thì Chúa sẽ ban. Chắc chắn như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta cầu nguyện chúng ta có tin Chúa ban cho chúng ta hay không? Và cái điều mà mình học là thời gian. Thời gian. Bởi vì không có phải là ông Abraham ông vào được vùng đất hứa như cái thời mà Môi-se đâu. Phải chiếm xứ rồi dân sự của Chúa ổn định. Đó là vùng đất hứa. Thì phải đến thời Môi-se thì dân sự của Chúa mới nhận được cái điều đó. Và chúng ta thấy như vậy. Có những điều chúng ta cầu nguyện, Chúa nói mọi điều ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được thì điều đó sẽ ban các ngươi. Chúng ta có tin cái lời hứa đó không? Chúng ta đang cầu nguyện với Chúa điều gì? Ngày hôm qua chúng ta học một cái bài, đó là chúng ta có thêm một cái bài học nữa, đó là chúng ta xin Chúa cái điều gì, chúng ta có dám cậy đức tin mà công bố ra hay không. Hôm nay chúng ta học được nữa là chúng ta có cậy ơn của Chúa để tin Chúa sẽ ban cho hay không, dù trải qua thời gian dài, chúng ta có tin hay không. Và Chúa sẽ cho nếu như cái điều chúng ta xin đúng đắn với Kinh Thánh. Đó là cái điều chắc chắn, phải đúng với Kinh Thánh. Không thể nào giống như một đứa con mà còn nhỏ thì còn nhỏ mà xin con dao để chơi thì không có cha mẹ nào cho, bởi vì không có đúng. Chơi rồi nó sẽ gây hại cho chính nó, tổn thương cái thân thể nó. Thì cũng giống như vậy, có những điều chúng ta xin Chúa không có đúng với Kinh Thánh thì chắc chắn Chúa không cho. Còn như chúng ta xin và hợp lẽ hoàn toàn đúng với Kinh Thánh và ích lợi cho nhiều người, ích lợi cho đời sống tâm linh của mình, ví dụ chúng ta xin đầy dẫy thánh linh, thì chúng ta có tin là Chúa sẽ cho chúng ta điều đó hay không? Mà chúng ta có đủ đức tin để chờ đợi hay không? Cái mọi điều Chúa ban cho chúng ta đều có thời điểm của Chúa, có cái thời gian nhất định. Rồi tùy vấn đề nữa, vấn đề mang tính chất cấp bách hay là vấn đề đó không mang tính chất cấp bách. Ví dụ như chúng ta có việc rất là cấp bách chúng ta xin thì có khi Chúa cho liền tức khắc, bởi vì Chúa biết cái đó là cần liền cho chúng ta. Nhưng có những việc không, Chúa nói cái đó từ từ. Thì chúng ta có đủ đức tin để chờ đợi hay không? Và có tin chắc rằng Chúa sẽ ban cho hay không? Hay là cầu nguyện xong rồi một cái đơn dài cái có người gặp lại, nó hồi xưa nghe anh nghe chị hay là nghe ông bà có nói là xin Chúa dạy đó, vậy thì giờ được chưa? Cái nói thôi anh ơi, chị ơi, xin hoài Chúa có cho đâu, riết thì cũng quên luôn rồi, có phải không? Nói nghe nản lòng luôn. Nên đức tin của chúng ta phải là đức tin sống động, và mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Chúng ta phải đầy đủ sự sẵn sàng vẫn xin Chúa một cách bền bỉ với cái đức tin của mình. Chúa ban cho. Có những việc Chúa ban cho ngay, và có những việc phải có thời gian. Cho nên bài học hôm nay thì như vậy thôi. Còn trong bài học có nói đến cái việc đối diện với cái sự chết đó. Nghe thì rất là dễ. Và tôi có cái cơ hội được đối diện với, không, nói đối diện thì muốn xin lỗi. Tôi có cơ hội được thăm những người mà người ta sắp về với Chúa đó. Thì chúng tôi thấy có hai cái khuynh hướng.
Cái khuynh hướng thứ nhất á là vui vẻ lắm. Lạ nha, vui vẻ lắm. Mặc dù biết là mình sắp về với Chúa, đang phải đối diện với một căn bệnh mà sắp về với Chúa, vui vẻ lắm. Còn nói là bà về với Chúa là đúng rồi. À, nói rất là yếu ớt nhưng mà nói đúng rồi. Bởi vì bà được vào ở với Chúa vui vẻ. Rồi có những người thì cay đắng. Cay đắng. Cay đắng. Nói là bây giờ là đừng có nói gì với Chúa, về Chúa với tôi. Chúa không có giữ lời hứa. Chúa không có thật. Chúa không thương. Đủ thứ hết. Bây giờ đặt trường hợp mình, tôi với bạn chị em đối diện với cái việc phải rời bỏ cái cuộc sống này để đi về với Chúa, để phải ngủ nụ hôn của Chúa nghe rất là êm ái. Nhưng mà khi quý vị là những người đang có công danh sự nghiệp, đang có rất là nhiều tiền của, đang có một gia đình, có những cái phải lo toan, thì đùng một cái quý vị được Chúa báo tin là phải về với Chúa, thì quý vị sẽ đối diện như thế nào? Nói Chúa ơi khoan, giống như vua Ê-xê-chia, khoan Chúa ơi, không, khóc quá chừng luôn, xin Chúa cho sống thêm. Chúng ta cũng vậy, đối diện thì chúng ta bắt đầu không được, còn còn cái kế hoạch công ty phải lo, còn còn phải nuôi người này nuôi người kia, phải đủ thứ, không có nói gì. Và bắt đầu có những người thì sợ lên, sợ hãi và cay đắng, bắt đầu trách Chúa, trách người này trách người kia. Cho nên chúng ta phải đối diện với một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ sẵn lòng. Chúng ta nói rằng khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Không biết được ngày và giờ nào chúng ta có thể được Chúa cất đi, Chúa kêu gọi, kêu về với Ngài. Chúng ta không biết được. Và đồng một cái có thể chúng ta lìa khỏi cái cõi đời này. Và tôi nhớ có một đầy tớ của Chúa nói như thế này, ông nói rằng cái khi mà ông đối diện với cái việc mà mình có thể qua đời, thì ông nói rằng vui, vui bởi vì đang sống ở trên cái bể khổ mà cái cuộc đời này thôi, những cái điều buồn bã lắm, rồi bất công, rồi ôi đủ thứ gặp nhau. Bây giờ người ta nói là toàn nói về bất công quá như thế này thế kia, rồi khổ quá thế này thế kia. Thì khi mà chết người ta phải dùng cái từ là qua đời, là qua khỏi cái đời này. Có một câu mình thấy trên mạng hay, đó là đời là bể khổ, khi qua được bể khổ là qua đời. Bạn đã nói câu đó hay. Thì khi chúng ta về với Chúa thì chúng ta phải thấy rằng đó là một cái phước hạnh, giống như Phaolô nói là ông đã xong cái sự chạy rồi, đã giữ được đức tin, đã vượt được giải. Thì chúng ta sống, chúng ta có ở cái tinh thần sẵn sàng gặp Chúa hay không? Nếu như nó khoan em, con còn nhiều cái chưa xong, con còn là hứa chưa làm với Chúa, con còn tội lắm, chưa có ăn năn kịp, chưa có báo đáp ơn của Chúa, chưa này là chưa sẵn sàng. Đó, chúng ta phải làm sao ở trong tinh thần sẵn sàng, dầu đèn có sẵn, đèn lúc nào cũng sáng để chờ Chúa. Nói vậy thì không phải ai cũng có lỗi, chứ không phải là không có tội, không có lỗi, nhưng mà phải xin Chúa giúp và phải có một đời sống gần với Chúa, một đời sống mà mình nhận biết được Chúa Thánh Linh đang ở trong mình. Dù người ta nhìn vô mình có những cái nhìn thấy mình cũng bất toàn, thấy mình cũng này cũng kia, nhưng mà mình phải biết rằng Chúa nhìn mình thấy mình thế nào. Ở riêng với Chúa, khóc với Chúa, ăn năn với Chúa và Chúa giúp mình để rồi đời sống tương giao giữa mình với Chúa đủ để mà mình sẵn sàng lúc nào Chúa kêu con là con về với Chúa vui vẻ. Và như quay lại ông mục sư đó nói rằng nếu mà cuộc đời này nó khổ vậy thì bây giờ khi mà Chúa kêu gọi thì mừng, mừng là bởi vì thoát khỏi cái khổ này để bước vào một cái giai đoạn khỏe hơn, một cái giai đoạn được ở với Chúa. Cho nên ông nói rằng
Hồi xưa thì khi chưa có hiểu biết nhiều hồi nhỏ thì ông cũng sợ chết. Nhưng khi càng đi với Chúa và ông á, cho tới thời điểm này, ông cũng còn trẻ nha, không phải là ông lớn tuổi rồi đâu. Ông còn trẻ nhưng mà ông nói bây giờ nếu như Chúa cắt tôi đi thì gia đình tôi chắc chắn Chúa lo. Nếu mà tôi đi thì tôi được về với Chúa, qua khỏi cái bể khổ rồi. Đó. Bước sang một cái, từ một cái chỗ tối tăm, bước qua một cái bức màn, mở ra một cái chân trời mới, một cái sự sống mới thì phải vui hơn chứ. Nó giống như nhiều người nói được đi định cư ở nước ngoài là thiên đàng ở trên đất đồ này kia, thì bây giờ tại sao chúng ta được bước vào trong thiên đàng thật sự mà chúng ta không vui? Đó, cho nên chúng ta phải có một cái tinh thần để đón chờ, giống như bài học đó, đón chờ nụ hôn êm dịu của Chúa để chúng ta ngủ, và rồi Chúa đưa chúng ta vào trong thiên đàng vinh hiển với Chúa. Phải không bạn chị em ha? Chúng ta phải làm việc cái tư tưởng cho chính mình trước, cũng như chúng ta làm việc tư tưởng cho những người xung quanh chúng ta, những người chúng ta gặp, chúng ta chia sẻ, để rồi ai cũng chuẩn bị khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, mà ai cũng chuẩn bị để với một cái tâm thế là chúng ta bước vào thiên đàng với Chúa bất cứ lúc nào Chúa gọi chúng ta với một nụ cười. Một ngày mới xin Chúa ban phước cho quý bạn chị em. Xin kính chào quý bạn chị em.